con này là 9 mấy phần? 93. 93 phần. Mà màu nó lạc vậy ha. Dạ. Nó mới về tối hôm qua mà sau nay nó mạnh quá ta. Cái này cá trong hồ nó đỏ hơn không? Cá trong hồ. Đi trong hồ suốt ngày hàng luôn. Cho nên khi đem về thấy cá nó khỏe mạnh, nó lên, nó sinh ăn. Cái đầy nước nó còn ấm anh. À. Nếu nó còn cũng gần, nó hơi lạnh hơn mình khoảng chừng đâu 3 độ, 4 độ à. Có mấy con săn kê cũng khá to. Cá thả hồ lớn mà vậy là đạt lắm rồi. Cái độ cá lớn mà đồng đều cá bầy vậy đó. Thả chú sướng. Chúng là chú gần có 10 con loại nữa đó. Mà 10 con loại mỗi con hai mỗi con mỗi thứ hai con thì những đồng nó hồ không lại nữa hết luôn. Ừ. Karasi nhiều mà không? Karasi thì quá nhiều. Karasi đâu hơn 10 con à. Ừ. Sanke cô hoa cù nhiều, sư và không có nhiều. Sư và đâu chừng 50 con đổ lại. Cù ra cù cái penny của nó đẹp quá, đỏ đẹp quá. Cù ra cù cũng được đâu 6-7 con, trắng đen được 4 con, su su cũng được 4-5 con. Nó còn 50 rồi, trước là nhiều, trước là rộng. Cái này là gì? Penny coi à? Nó là Masuba, Akamasuba á. À, Akamasuba, cái đen đó. Về tới đây mới bị bể. Bể nát mấy cái thùng luôn, giờ nước đủ cả đi thay đi cả luôn. Cái anh nghĩ chắc bể là lúc nó bỏ lên xe á, không ngờ cái xe nó bị cái gờ sắc nhọn cho nó đông. Nếu mà bể tại đây chứ không phải bể trên đường vận chuyển, trên đường vận chuyển thì cá chết lâu. Giờ nó